Xin kính chào các quý phụ huynh. Thì hôm nay em làm video để hướng dẫn quý phụ huynh vào chương trình hội thảo của bên trường Anh ngữ ALS. Thì khi mà mình kích vào đường link hội thảo của trường thì nó sẽ hiện ra màn hình giao diện như thế này. Mình sẽ ấn vào phần vào phòng học. Khi vào phòng học thì mình sẽ ấn vào mục đăng ký tài khoản. Đăng ký tài khoản thì mình sẽ ghi tên của mình ạ. Ghi tên của mình với là địa chỉ mail của mình. Tiếp theo là số điện thoại, mình sẽ ghi số điện thoại cá nhân của mình ạ. Mật khẩu thì mình sẽ tự đặt mật khẩu cho mình. Quý phụ huynh có thể đặt vào mật khẩu theo cái mật khẩu nào mình dễ nhớ nhất. Khi mà mình đăng ký xong tất cả các thông tin này, mình sẽ ấn vào phần đăng ký. Khi mình đăng ký xong thì mình sẽ lưu lại vì cái phần thông tin ở trên trực tiếp ở trên đây luôn và ấn vào vào phòng học. Khi mà vào phòng học thì mình sẽ kiểm tra mic và tai nghe. Đấy. Mình ấn vào vào phòng học luôn. Và bây giờ mình sẽ chỉ chờ bên phía người chủ trì họ sẽ xác nhận mình tham gia. This meeting is being recorded. Đây mình sẽ ấn vào đây. Kết nối âm thanh bằng máy tính ạ. Rồi, vậy là mình đã vào lớp học rồi. Khi mà vào lớp học thì mình có thể là tắt tiếng và bật video nhé. Rồi ạ.